Có thể trước đây bạn đã từng thấy trên phim ảnh hay trên internet về một sinh vật kỳ lạ nào đó. Bạn cũng đã từng nghe qua lời kể của ai đó về một con sinh vật kỳ dị mà họ đã từng nhìn thấy. Ví dụ như một ngư dân đã bị một con quái vật to xác quật ngã, hoặc có người nhìn thấy một vết chân người khổng lồ trong vườn của mình, vân vân. Tuy nhiên, tôi khuyên bạn nên cẩn thận, chớ vội tin chuyện đó là sự thật. Vì bạn biết một số người thích bị đặt ra những câu chuyện thú vị như thế này. Nhưng may mắn là các tác giả của những video sau đây, họ có sẵn máy quay trên tay để họ ghi lại hình ảnh những sinh vật kỳ lạ như thế. Các nhà khoa học phải cung cấp cho chúng ta một số lời giải thích hợp lý về những cảnh quay đáng kinh ngạc này. Nếu không, họ phải thừa nhận rằng những sinh vật bí ẩn này thực sự tồn tại. Vì vậy, mời bạn cùng Daily AZ đến với video 5 sinh vật bí ẩn và kỳ quái vô tình được ghi lại từ máy ảnh. Chúng ta bắt đầu nào. Số 5, cái gì đó. Trên một cảnh quay của trận sóng thần tại Nhật Bản vào thứ 6 ngày 11 tháng 3 năm 2011, Đông Bắc Nhật Bản bị tàn phá nghiêm trọng bởi một trận động đất 9 độ Richter. Các dư chấn gây ra cơn sóng thần khổng lồ cao tới 38,9 mét đã ập vào Nhật Bản, khiến cho nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi và nhiều nhà ga bị phá hủy, 16.000 người chết và hàng nghìn người mất tích. Sau đó, nhiều video được quay lại bởi một số người xuất hiện trên Internet, trong đó có một đoạn video vô tình ghi lại được một sinh vật đáng sợ. Các nhà khoa học không thể so sánh được cụ thể nó giống với loài động vật biển nào. Con quái vật xuất hiện bay lên từ mặt nước, sau đó biến mất trong một căn gác. Một số người nghĩ rằng có thể là sự rò rỉ của khí hoặc một phản ứng hóa học nào đó khi tiếp xúc với nước. Nhưng vẫn không ai có thể có một lời giải thích hợp lý và chính xác. Đến nay vẫn còn là một điều bí ẩn. Số 4. Con sâu khổng lồ. Từ truyền thuyết Iceland cổ đại nói về một con sinh vật trông giống như con sâu khổng lồ, và nó sống trong một cái hồ nước ngọt Lagavulin. Nó lần đầu được nhắc đến vào năm 1345. Vào năm 2012, một người yêu thích quay phim đã vô tình ghi lại được một con vật kỳ lạ trông như con dung khổng lồ hoặc giống như một con rắn rất lớn đang chuyển động xuyên qua dòng nước đóng băng của sông Jökulsárfljótsdalur ở phía đông Iceland đổ vào hồ Lagavulin. Video đã gây xôn xao dư luận trong thời gian dài. Khá nhiều người cho rằng đây chính là quái vật hồ Lagavulin. Một số người cho rằng đây chỉ là một tấm lưới lớn của ngư dân vô tình lang thang đến đây và truyền thông nơi đây cố tình thúc đẩy để nó trở thành câu chuyện huyền bí, từ đó thu hút khách du lịch. Sau một thời gian, video này được xác minh là có thật và thủy quái Lagavulin Sumer cũng hoàn toàn có thật. Số 3. Quái vật kỳ lạ ở Trung Quốc. Vào năm 2015, một nhóm công nhân của một hệ thống thoát nước gần thành phố Thẩm Quyến phát hiện và bắt được một sinh vật kỳ quái ở dưới nước, và họ không xác định được là loài động vật gì. Họ nhốt nó trong một cái lồng bằng sắt. Như bạn thấy, nó không có lông, với một bộ móng vuốt nhọn và cong. Nó đang cố gắng để thoát khỏi cái lồng sắt bằng cách dùng răng cắn và bẻ những thanh sắt của chiếc lồng. Nhiều người xem nó như một con quái vật dưới nước trong văn hóa dân gian của Trung Quốc. Người khác thì cho rằng nó là một con gấu con bị rụng sạch hết lông vì do nguồn nước bị ô nhiễm. Và rồi vẫn chưa có ai cho biết chính xác nó là con vật gì và nó đến từ đâu. Số 2. Flying Spaghetti. Quái vật trong video này được ghi vào tháng 6 năm 2015 bởi một nhóm các công nhân dầu khí từ một giàn khoan dầu trên biển gần bờ biển của Angola. Một điều kỳ lạ là sinh vật được quay lại từ ống kính ở dưới độ sâu 1.400m. Đây là một nơi cực sâu trong lòng đại dương. Các chuyên gia chuyên nghiên cứu về quái vật ở Trung tâm Hải dương học của Anh nghĩ rằng nó có thể là một loại Siphonophores, là những sinh vật biển sống theo bầy đàn. Chiều dài của chúng lên tới 20m, mà đó là điều duy nhất chúng ta biết về sinh vật này. Số 1. Người nhện. Các cuộc điều tra UFO thường góp phần vào các ngành khoa học khác, ví dụ trong chiến tranh lạnh, không lực Hoa Kỳ đã làm việc chặt chẽ với các radar dân dụng và các chuyên gia UFO để cải thiện tính chính xác của họ trong việc phân biệt máy bay và vệ tinh của đối phương. Vào năm 2014, trang web True UFO Sighting đã phát hành một clip tuyệt đẹp về sinh vật trông giống như một cây gậy và hình dáng giống con người được quay lại ở Nga. Video quay được một con sinh vật nhện khổng lồ đang ngoặt ngoèo leo xuống xung quanh rì của một tòa nhà chung cư. Có ít người biết đến cảnh quay này, nhưng dù gì thì đây cũng là một sinh vật bí ẩn đáng sợ, đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay, mời bạn hãy like và share. Và không quên nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất từ kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!